Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục tập 252. Tập trước là diễn biến giang dở của Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết. Đường trước Thiên Sứ Thần quá mạnh mẽ, Đường Tam liên tục bị ăn thua thiệt và bị đánh cho rơi xuống vực. Thiên Nhận Tuyết cho rằng hắn thua rồi, thời gian bây giờ chỉ còn một chút nữa. Vậy nhưng Đường Tam vẫn không muốn chịu thua, sao ước còn chưa kết thúc cơ mà. Hắn dùng mấy cái chân nhện cố gắng giảm tốc độ rơi xuống và may mắn tránh thoát được một cửa ải sinh tử. Chứng kiến sự kiên quyết này, Thiên Nhận Tuyết liền mỉa mày, ngay cả lúc hắn ở trạng thái tốt nhất mà hắn cũng chẳng phải đối thủ, huống chi là bây giờ. E là kỹ năng của 8 chiếc hồn hoàn của Lam Ngân Thảo cũng không dùng nổi. Nếu hắn không thể ra sức cho nàng thì kết cục cũng chỉ có chết. Bây giờ đã không còn đường lùi nữa rồi, vẫn nên thần phục đi. Đường Tam thẳng thắn đáp lại, xem ra đối phương vẫn chưa hiểu rõ về hắn rồi. Hắn lấy ra một cái hương trang mà trước khi đi Áo Tư Tạp đã chuẩn bị cho hắn. Hương trang này đến từ hồn kỹ thứ 8 của Áo Tư Tạp. Sau khi ăn vào, chỉ còn một hơi thở thì thể lực sẽ khôi phục toàn bộ. Các vết thương không phải tàn phế cũng sẽ khôi phục trong nháy mắt. Đường Tam lập tức phục dụng, sức lực hắn lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó lấy ra Hạo Thiên Trùy và cho biết đây mới chính là chiều át chủ bài. Năm đó, Thiên Đạo Lưu đã không thể đánh bại được Đường Thần. Trước khi chết, ông ta cũng phó thác trách nhiệm đó cho Thiên Nhận Tuyết. Đây chính là ân oán giữa đời trước và đời sau. Thiên Nhận Tuyết muốn hôm nay kết thúc tại đây, nàng phóng ra hỏa diễm thiêu đốt Đường Tam. Đường Tam bộc phát hồn hoàn thứ hai của mình. Vũ hồn Hạo Thiên Trùy cũng có đến 4 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Điều này khiến cho đối phương cũng bất ngờ. Nàng tận mắt nhìn thấy tu vi của ba con thiên quần nghĩ là 9 vạn năm, sao bây giờ lại thành 10 vạn năm rồi? Đáp án giải thích chính là biến dị và khiến nó tiến hóa tới 10 vạn năm. Là đại tu di Trùy đã rèn đúc tinh lọc hồn hoàn giúp cho nó lột xác hoàn toàn và vượt qua 1 vạn năm tu vi đó. Nàng ta cảm thấy Đường Tam đúng là được trời cao ưu ái. Vậy nhưng mà cô đúng lúc muốn xem thử xem uy lực chân chính của Hạo Thiên Trùy. Đường Tam nghe vậy liền không khách khí nữa. Hắn bắt đầu tụ lực và sử dụng dài chiêu thức tạc hoàn biến Hạo Thiên Trùy thành vàng óng, xâm xét vờn quanh. Thiên Nhận Tuyết ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng ánh sáng, hai người nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu, vũ khí hai bên va chạm kịch liệt. Mỗi một lần chạm trán đều tạo ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Sau một lúc giao thủ, Đường Tam liền biến lớn Hạo Thiên Trùy của mình thành khổng lồ. Thiên Nhận Tuyết cũng ngưng tụ sức mạnh thành một thân ảnh khổng lồ rồi vung kiếm ngăn cản, giằng co nhau không ai chịu nhường ai. Tạc hoàn hiểu là khiến vũ hồn vỡ vụn để tạo ra sức mạnh to lớn và tinh khiết, cho nên mới có thể chống cự được. Hắn tiếp tục sử dụng chiêu thức gia tăng trọng lực để chèn ép. Sau đó lại sử dụng sát thần lĩnh vực để giảm nhiệt độ xung quanh xuống, khiến cho uy lực của Thiên Sứ Thần bị suy yếu. Thiên Sứ Thanh Kiếm mà nàng dùng hồn lực ngừng tụ bị đánh vỡ, thân thể cũng bị đẩy lui về sau. Đường Tam vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục ngưng tụ sức mạnh rồi vung chùy thẳng tới chỗ đối thủ, đánh tan kết giới mà nàng ta ngưng tụ ra. Thiên Nhận Tuyết dùng thân thể đánh trực diện, tiện phá tan hình ảnh của Hạo Thiên Trùy. Đường Tam lần nữa sử dụng tạc hoàn, tuy chiêu thức đó bá đạo, vậy nhưng rất dễ phản vệ, chỉ là hắn không thể thua được. Hai thân ảnh lao lên không trung đánh nhau kịch liệt. Sau khi sử dụng thì ít nhất phải mất 3 ngày thì hồn hoàn mới khôi phục lại. Mà muốn thi triển tạc hoàn lần nữa thì phải cách khoảng thời gian dài hơn. Nếu không thì hồn hoàn có thể bị hỏng hoàn toàn, nên nhất định phải tranh thủ hoàn hoãn 3 ngày. Hắn cứ tiếp tục công kích khiến cho Thiên Nhận Tuyết cũng không kịp điều động thần lực để đánh trả. Sau khi bị đẩy lùi, nàng ta liền sử dụng ra hồn kỹ thứ 8 phản công. Đường Tam không muốn để cho đối phương có thời gian phản kích, nên liên tục vùng hồn hoàn tạo thành một vòng xoáy. Quá trình tụ lực đã xong xuôi, hắn liền vung mồi chùy cực mạnh thẳng mặt Thiên Nhận Tuyết, đẩy lui nàng ta đâm xuyên qua vài ngọn núi. Thiên Nhận Tuyết mới đứng dậy thì hắn đã lao lên bổ thêm một chùy khổng lồ nữa. Hạo Thiên Trùy va chạm với vòng bảo vệ tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, ngọn núi xung quanh cũng bị dư chấn đánh cho tan nát. Tưởng là ăn xong chiều này, Thiên Nhận Tuyết sẽ thất bại, nếu như thế thì cảnh giới thần cấp cũng hơi vô dụng rồi. Thiên Nhận Tuyết sử dụng kỹ năng thần cấp là Thiên Sứ Thuẫn, ngăn cản toàn bộ công kích, phá vỡ Hạo Thiên Trùy và đẩy lùi Đường Tam ra tít xa. Hắn nhận ra đối phương cuối cùng cũng dùng toàn lực rồi, không biết là hắn còn cầm cự được bao lâu nữa. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng khen ngợi, có thể ép mình dùng tới thần kỹ để phòng ngự. Hắn đúng là đối thủ đáng kính nể. Vậy nhưng trận tỷ thí này hắn sẽ không thắng được, bởi vì thần là không thể đánh bại. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết liền ngưng tụ lực lượng. Trên bầu trời xuất hiện một cái đồ án khổng lồ. Sau đó một con rồng khổng lồ từ đầu xuất hiện, bay xung quanh đồ án. Đây chính là Thiên Sứ lĩnh vực Hỏa Long Trần. Đầu rồng há miệng gào thét khiến không gian rung lắc kịch liệt. Vài cái lốc xoáy bằng lửa lao về phía nam chính. Đường Tam vùng chùy ngăn cản được một cái, vậy nhưng hóa ra đường một thì ngay sau đó lại xuất hiện thêm nhiều cơn lốc khác. Hắn nhận ra mình đã bị Thiên Sứ lĩnh vực khóa chặt. Như vậy, xem ra thì Nhận Tuyết đang nổi sát tâm với hắn rồi.
Hắn xoay Hạo Thiên Truy vòng vòng, ngưng tụ lực lượng rồi lao lên liều mình tạc hoàn nốt cái hồn hoàn cuối cùng. Liên tiếp đánh tan mấy cái lốc xoáy, vậy nhưng số lượng lốc xoáy lại rất nhiều, không thể ngăn cản toàn bộ nên vẫn bị trúng chiều. Rất nhanh, chiêu thức loạn phi phong trụy pháp cũng tụ lực xong, hắn nhanh chóng lao về phía Thiên Nhận Tuyết, đánh thẳng vào đồ án màu vàng trên trời. Sau chiêu này, Đường Tam cũng kiệt sức, may mắn là phá tan được thiên sứ lĩnh vực, thân thể hắn đâm xuống đất. Sau khi đứng dậy, hắn vẫn khiêu khích đối phương, điều này làm cho Thiên Nhận Tuyết tức giận. Bây giờ hắn đã tiêu hao hết hồn lực rồi, chiêu tiếp theo của nàng, hắn sẽ đón đỡ như thế nào? Nàng ta nhanh chóng ngừng chiêu. Đường Tam cũng đứng dậy, lấy ra một món ám khí, trích xuất một giọt máu của mình để thôi động ám khí. Điều này làm cho Thiên Nhận Tuyết cũng bất ngờ. Nàng nhất định không được để cho hắn phát động nên lập tức lao lên ngăn cản, đồng thời tạo ra một hàng phòng ngự che chắn. Ám khí nhanh chóng thôi động xong, kỹ năng phóng ra không tiêu hao hồn lực mà chỉ tiêu hao nội lực. Vậy nhưng hồn lực càng cao thì nội lực cũng càng cao, uy lực vì thế càng mạnh. Quan đầm hữu lệ mà hắn sử dụng là chiêu thức tấn công đơn điểm, đứng vị trí thứ nhất trong Huyền Thiên Bảo Lục, thủ pháp ám khí cường đại nhất của Đường Môn. Chuyển một giọt máu thành thủy nguyên tố tinh khiết nhất. Đối mặt với sự kinh khủng này, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng phải rơi lệ. Uy lực được miêu tả bằng 8 chữ, bỏ qua phòng ngự, vĩnh không bất bại. Không cần biết phòng ngự mạnh tới mức nào và không bao giờ thất bại. Hắn nhanh chóng phóng ra mũi tên, trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự của Thiên Nhận Tuyết, khiến nàng ta cũng bị thương hộc máu. Đánh xong chiều này, thời gian một nén nhàng cũng đã hết, ước định chấm dứt. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé! Tập phim tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!